Chúng ta cũng hãy cầu nguyện Chúa cho những người đứng ở đầu nõng, đứng ở đầu hàng quân, đầu đầu trại quân, đứng ở nơi chỗ sức mẻ, là những nơi mà rất là hiểm yếu nhưng mà rất là quan trọng. Cho nên họ cũng phải cần được cầu nguyện. Thì khi mục sư Tám An còn sống á, ông nói ba cầu nguyện cho tụi con á, ba cầu nguyện cho Võng Canh á. Mình suy nghĩ, mình mới thoáng qua một cái mình thấy nó lạ lạ. Tại vì mình là người cầu nguyện mà, tại sao phải cầu nguyện cho người cầu nguyện? Dạ. Xin thưa là bởi vì họ đứng ở cái nơi rất quan trọng. Họ đứng ở một cái nơi mà ma quỷ dễ tấn công và làm cho họ nhục chí, làm cho họ dễ bỏ cuộc. Ma quỷ nó tấn công những chiến binh. Còn những người mà bình thường á, những người mà sống lèn èn á, nó chẳng thèm đụng tới, bởi vì trước sau gì cũng thuộc về nó à. Cũng thuộc về thế giới tối tăm và cũng làm những việc tối tăm mà. Đó, cho nên nó tấn công những người mà đi ngược lại, đi 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 ngược lọi cá lọi ngược dòng, là những con cá sống. Đó. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho những người ở trong cái trận chiến này, và chính chúng ta là những người cầu nguyện cũng cần phải được cầu thay. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho thành phố này, trong cái mục này, thì chúng ta cũng cần phải được cầu thay nữa. Tuần tới này sẽ có một cái nhóm để đi đi qua miền Đông để cầu nguyện ở các thành phố lớn, trong đó có thành phố New York nữa. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa để anh em chúng ta là những chiến binh cầu nguyện, đi chiến binh, đi chiến đấu ở ngoài trận tuyến, nơi mà không có được đầy đủ sự bảo vệ cần thiết, thì Chúa là nơi ẩn náu cho họ. Chúa là cái khiên để bảo vệ họ những cái khỏi những cái tên lửa của ma quỷ. Và nhớ nha quý vị, cầu nguyện cho khu phố nơi mình đang sinh sống. Nói gì nói, cái chỗ gần nhất của mình là cái gia đình của mình. Thứ hai là khu phố mình đi ra gặp hàng xóm. Ở trong khu phố của chúng tôi thì có một vài gia đình người Việt Nam sống. Có một gia đình Do Thái nữa. Cái gia đình mà đối diện nhà là họ vừa mới chuyển đi rồi. Cho nên trong cái khu của mình không còn người Việt Nam nữa. Nhưng mà ở cái khu kế bên á, có người Việt Nam, rất là đông người Việt Nam đang sinh sống, thậm chí là tín đồ nữa. Nhưng mà không có sự liên lạc với nhau. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa hóa giải những điều này. Chúa mở lòng người. Và chúng ta không quên trói buộc quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự tối tăm, khiến cho lòng của người bị mờ, bị che trước lẽ thật của Đức Chúa Trời, trước lời của Chúa. Vâng, chúng ta cùng hiệp một với Martin để cầu nguyện trói buộc các thế lực tối tăm đó, mở để giải phóng vùng trời chúng ta sinh sống, để hầu cho phúc âm được cái sự tự do để giảng. Chính Phaolô cũng cầu nguyện, cũng kêu gọi hội thánh hãy cầu nguyện cho tôi để Chúa mở một cánh cửa giảng tin lành. Chính ông Phaolô ông cũng phải nhờ hội thánh anh em cầu nguyện để Chúa mở những cánh cửa giảng tin lành cho ông nữa. Mặc dù Phaolô là một người cầu nguyện rất quyền năng, ông có thể cầu nguyện được, nhưng ông vẫn nhờ hội thánh, bởi vì sức mạnh của sự cầu thay, sức mạnh của sự hiệp một, sức mạnh của những con người hiệp lại cầu nguyện nó quan trọng lắm. Cho nên cái sự cầu nguyện riêng cá nhân á là cần thiết cho mỗi cá nhân, những sự cầu nguyện hiệp một của nhiều cá nhân á, đây là cái sự hiệp một, đây là cái sự cần cầu nguyện. Rồi có những người nói thôi tôi đóng cửa nhà tôi cầu nguyện ở trong phòng tôi. Quý vị, một tháng được không, hai tháng được không, giỏi lắm ba tháng, và có khi ngủ quên, không ai giúp đỡ, không ai động viên. Cho nên cái sự cầu nguyện hiệp một có một sức mạnh vô cùng, vô song, để đạp đổ các đồn lũy. Vì Chúa phán với chúng ta, đúng không? Hai người thì vững vàng hơn. Sợi dây làm ba tao thì khó làm đứt lắm quý vị. Cho nên chúng ta ở đây có rất nhiều anh chị em chiến binh cầu nguyện với nhau. Cho nên chúng ta cùng hiệp một với Mai Trinh giờ này để cầu nguyện khống chế các thế lực tối tăm và mở ra một cái cơ hội truyền giảng tin lành của Chúa ở trong mỗi khu vực, gia đình, thành phố, khu cộng đồng dân cư của chúng ta, những người sống ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam. Vâng, xin mời quý vị cùng hiệp với Mai Trinh. Mời Mai Trinh. Dạ, xin mời. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi là Cha toàn năng, là Chúa Chí Ái của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Cha Thánh của chúng con. Ngài là Đấng Chí Cao, Chí Thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, giờ này chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi ngày chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con được tìm kiếm Chúa. Chúng con được kêu cầu với Chúa. Chúa nói là hãy đến gần Ngài thì Ngài đến gần chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhờ huyết thánh của Chúa mà chúng con dạng dĩ đến gần ngọn phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhờ Chúa mà chúng con được
Chúa dẫn dắt, được Chúa giấu ở trong lều của Chúa, được Chúa che ở trong nơi kín đáo của trại Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Mỗi ngày chúng con tìm kiếm Chúa. Chúa nói nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ thêm lên cho chúng con mọi điều khác nữa. Chúa ơi, chúng con biết rằng chỉ có ở trong Chúa thì chúng con mới được phước, ở trong Chúa thì chúng con mới được sự bình an thật. Bởi vì ngoài Chúa ra chúng con chẳng làm chi được, chẳng có phước gì, chẳng có ơn gì. Chúa ơi, chúng con là những người nhỏ mọn, không có điều gì, nhưng mà chúng con biết rằng ở trong Chúa, bởi vì Chúa nói là chúng con ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng con thì sẽ sanh ra lắm trái. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin huyết của Ngài bảo phủ chúng con, gia đình chúng con, để rồi chúng con mỗi ngày chúng con bước đi trong trận chiến thì chúng con biết rằng ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa đến để cho chúng con sự sống và sự sống bình an. Chúa ơi, xin huyết của bao phủ chúng con, gìn giữ gia đình chúng con, để rồi chúng con ở trong trận chiến, bởi vì chúng con, Chúa nói chúng con đánh trận không phải thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ của các miền ở trên trời này. Chúa ơi, chúng con mà mỗi ngày xin Chúa cho chúng con tâm linh của chúng con được mạnh mẽ, để giống như là có một cái tâm linh mạnh mẽ giống như là David, giống như là Daniel, giống như là Joseph, để rồi chúng con bước ở trong trận chiến, để rồi Chúa nói Chúa mỗi ngày chúng con được Chúa rèn luyện, được Chúa tập luyện, để cho chúng con đánh trận giống như là để cho chúng con chiếm được cổng thành quân địch, để chúng con và mỗi ngày bước đi, để rồi chúng con khi mà kẻ thù không thể đến gần, bởi vì khi tâm linh của chúng con được mạnh mẽ. Ôi Chúa ơi, khi nó nghe đến con cái Chúa thì nó phải được nó phải bỏ chạy, chứ không cần đợi một đường mà nó đến gần thì bảy đường nó phải trốn chạy trước mặt của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, giờ này chúng con cũng cầu nguyện chúc phước trên thành phố của chúng con, nơi mà chúng con sinh sống. Chúa ơi, chúng con biết rằng người Việt Nam ở khu phố của chúng con rất nhiều. Chúa ơi, bây giờ con mới hiểu ra không phải là vì họ về vật chất này, nhưng mà chúng con biết rằng ma quỷ là nó là kẻ cầm buộc, nó không muốn cho họ được tự do. Thì Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện để quỷ phá hết các công việc của ma quỷ, những cái bởi vì thiếu người cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con biết rằng ở Arizona có vọng canh để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, để rồi chúng con nó phải thả hết những người Việt Nam. Chúa nói là bởi vì giao ước huyết của Chúa mà Chúa thả những người ở trong hố cạn phải ra khỏi, họ sẽ được tự do, họ sẽ được họ vẫn còn hy vọng để trở về. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho người Việt cũng như tất cả những người thân ở trong gia đình của chúng con, họ sẽ nghe được tin lành, họ sẽ sớm tiếp nhận Chúa, bởi vì Chúa nói là chúng con cầu nguyện giống như người đàn bà hóa, dù cho người quan án không công bình, nhưng mà bởi vì sự kêu cầu của bà thì bà Chúa người quan án công bình sẽ xét xử rồi lẽ công bình cho bà. Chúa ơi, thì giờ này chúng con cũng cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho người Việt Nam, cho người thân của chúng con, cho những người mà họ đang ở trong cái sự mờ tối, họ thờ những tà thần, họ thần tượng hư không mà họ không biết, để rồi họ sẽ được tự do. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho nơi chúng con sinh sống. Chúa ơi, những thành phố của chúng con sinh sống, xin Chúa giải cứu họ ra khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa ơi, đem họ đến sự cứu chuộc, để rồi họ không có đi tìm những cái thần tượng hư không, có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói, có chân không đi được nữa. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa tha thứ cho sự cứng cỏi, lòng vô tính, cái lòng cứng cỏi tối tăm mà xa cách Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi gõ một cái cánh cửa để cho cộng đồng Việt Nam của chúng con sẽ sớm nghe được tin lành.
họ sẽ trở lại với Chúa, họ sẽ họ nghe được tin lành thì họ không còn có cái định kiến, không có thành kiến nữa, họ sẽ trở lại. Chúa ơi, xin Chúa kéo họ lại, xin Chúa tha thứ những vì họ miệt mài ở trong sự bội nghịch, bước đi theo cái sự cứng cỏi của lòng mình, họ khăng khăng giữ các điều ác. Thì giờ này chúng con cầu nguyện, Chúa nói là có chúng con mở trói cho để rồi họ sẽ được tự do, rồi họ sẽ không còn đi đi tới những cái điều hư không nữa, họ không có thờ cúng những cái tà thần nữa, nhưng mà họ sẽ trở lại. Chúa nói là trong chẳng có danh nào mà để họ được cứu. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi dân tại những người Việt Nam của chúng con, những người tha hương ở trên thành phố của mỗi thành phố của chúng con sẽ được nghe đến tin lành, thì họ được trở lại để mà họ được tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con hạ lòng, giờ này chúng con đứng nơi sức mẻ này, hạ lòng mình xuống ăn năn cho tội lỗi của họ, để rồi cầu nguyện cho họ để họ trở lại tìm kiếm, bỏ con đường tà mà nghe đến cho Chúa, thì họ sẽ trở lại để mà Chúa cứu dân tộc Việt Nam của chúng con, người Việt tha hương của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng họ, xin Chúa kéo họ trở lại để rồi họ nghe được tin lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa, Chúa ơi, Chúa nói là không có điều gì mà Chúa không thể làm, những gì mà ma quỷ luôn luôn đưa đến những cái định kiến, những thành kiến. Thì giờ này chúng con cầu nguyện để rồi họ không còn ở trong sự thành kiến nữa, mỗi đời sống con cái Chúa cũng được Chúa thăm viếng để phấn hưng, để rồi được Chúa dạy dỗ để làm theo lời Chúa, để nhận ra biết Chúa ở trong từng đời sống của mình, để cho tấm lòng của chúng con luôn luôn được Chúa dẫn dắt. Chúa ơi, để chúng con cảm ơn Chúa. Luôn luôn sống theo lời Chúa dạy. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con bước đi theo sự thánh linh dẫn dắt, không theo những cái cảm xúc điều khiển hay là bất cứ mọi điều gì xác thực nữa, nhưng mà chúng con bước theo thánh linh. Chúa ơi, xin Chúa cho dân sự con cái của Chúa sẽ bước đi theo thánh linh, làm những gì mà thánh linh dẫn dắt. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, để rồi mỗi ngày chúng con được tâm linh của chúng con, để chúng con gây dựng được cái đời sống đồn lũy của lời Chúa, để rồi chúng con mà mạnh mẽ trong đức tin của mình, để chúng con biết rằng chúng con nương dựa nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện chúc phước cho anh chị em của chúng con ở trong phòng cầu nguyện. Xin Chúa cũng ban phước lên trên mục sư ở cùng bà và thêm sức ban ơn, sức dầu trên mục sư cũng cảm như là Chúa tất cả những chiến binh mạnh mẽ, giống như là một là những tay đánh chặn để dương nổi cung đồng. Chúa ơi, đến nỗi tâm linh của chúng con chiến thắng hết những cái áp lực mọi kẻ thù nào đem đến, thì Chúa ơi, chúng con cũng luôn luôn đắc thắng, bởi vì Chúa là đấng đắc thắng thì chúng con đắc thắng. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Không có một cái điều gì có thể làm hại chúng con được. Ôi, không có một sư tử nào có thể có thể làm hại chúng con. Không có một gấu, không có một Goliath nào làm cho chúng con sợ hãi nữa hết, bởi vì chúng con biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng, và Chúa là đấng và bên cạnh chúng con. Chúa nâng đỡ chúng con thì chúng con không sợ hãi, chúng con không lo lắng, cảm không bất Chúa. An, bởi vì Chúa là đấng ở trong con lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Cảm chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những anh chị em của chúng con luôn luôn có cái sự kêu cầu. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng mỗi người chúng con cần đi với Chúa thì chúng con cần có nhau. Và chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con gần gũi những anh chị em của chúng con, để rồi chúng con được nâng đỡ, được giúp đỡ, được an ủi, để chúng con mạnh mẽ mỗi ngày. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con Chúa nói hai người hơn một sợi dây bệnh ba lấy làm khó đứt. Chúng con biết rằng một người thì đuổi 1.000, nhưng mà hai người đuổi 10.000. Chúa ơi, sự hiệp một rất là mạnh mẽ. Chúng con cầu nguyện để tất cả chúng con luôn luôn có cái sự thông công và hiệp một với nhau. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi
chúc phước cho ngày lễ phục sinh, ngày mà Chúa sống lại, thì Chúa ơi, mỗi đời sống của chúng con cũng được sống giống như là Chúa sống lại, để rồi chúng con không có cái hàng rào nào có thể ngăn cách hội thánh của Chúa, không có hàng rào ngăn cách những anh chị em của chúng con, những lãnh đạo với nhau nữa, nhưng mà cái sự hiệp một sẽ trở lại. Chúa ơi, chúng con đòi lại, ma quỷ nó đã cướp đi những cái sự hiệp một ở trong vùng của chúng con, thì giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ nó phải trả lại một đường nó lấy, thì phải trả lại cái sự hiệp một giữa các hội với nhau, giữa các anh em lại với Amen. Nhau. Rồi chúng con đòi lại những cái non stop worship, những Amen. Cái buổi những cái buổi sinh hoạt trại hè với nhau, những cảm cái buổi mà các hội thánh hiệp lại với nhau để mà cùng có những cái buổi conference với nhau, thì Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi ma quỷ nó đã lấy thế nào thì nó phải trả lại 7 lần giờ mà cho các hội thánh của Chúa, để rồi sự hiệp một giữa các hội thánh của Chúa sẽ được trở lại với nhau, những người lãnh đạo không còn cái bức hàng rào định kiến với nhau, không có sự chia rẽ với nhau nữa, nó phải trả lại để hội thánh Chúa sẽ có sự đổi mới ở trong vùng của chúng con, để rồi chúng con biết rằng cái sự hiệp một, để rồi cầu nguyện cho dân tộc, cho đồng bào, cho người đồng hương của chúng con, để họ được thay đổi, để họ được trở lại với Chúa. Rồi chúng con biết rằng ma quỷ nó đang chia rẽ từng gia đình, từng hội thánh với nhau, và bàn tay lâm lá của nó phải rút ra khỏi các hội thánh cũng như gia đình của mỗi chúng con giờ này. Amen. Trong danh Chúa, phải chưa, nó phải trả lại những gì mà đã cướp của từ ở trong gia đình cho đến hội thánh Chúa, thì giờ này nó phải được nó phải trả lại trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng con cầu nguyện để rồi Chúa ơi, chúng con biết rằng chỉ có ở trong chúng con hiểu được lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha, bởi vì chúng con biết rằng chỉ có ma quỷ nó là đến chia rẽ và cướp giết và hủy diệt. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để không còn những cái điều chia rẽ ở trên gia đình cũng như hội thánh nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả những gia đình của chúng con, dâng những người thân của chúng con, dâng những người đồng hương của chúng con, thành phố của chúng con lên cho Chúa. Thành phố của chúng con sẽ được Chúa mở cho cái cánh cửa tin lành sẽ được nghe đến. Ôi, danh của Chúa Giêsu sẽ ở trên thành phố của chúng con, nơi chúng con sinh sống. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và chúng con dâng anh chị em của chúng con lên trong tay của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con ngày mới được Chúa dẫn Amen. Dắt, để rồi mọi sự chúng con làm đều hướng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài, và chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên trong tay của Chúa. Phước hạnh sẽ thuộc về chúng cảm con. Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con xin thánh lòng cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, bây giờ chúng ta cùng đưa tay hướng về Mai Chinh để cầu nguyện cho người chị em chúng ta sẽ lên đường vào sáng Chủ nhật tới đây, đi hành trình sang miền Đông để cầu nguyện tuần hành cùng với cái nhóm của Mục sư Phạm Hữu Thịnh. Thì như hồi nãy nói lại với quý vị, chia sẻ với quý vị đó, đây là một cái hành trình rất thú vị. Chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng ở chỗ sức mẻ, đi để chiến đấu, chiến trận, đi để giải cứu, giải thoát, đi để cầu nguyện đem sự phóng thích của quyền năng Đức Chúa Trời với cái thẩm quyền Chúa ban cho. Ngày hôm qua chúng ta học Kinh Thánh chung với nhau, chúng ta nói về cái thẩm quyền Chúa cho chúng ta rất là quan trọng. Authority in the name of Jesus. Chúa ban cho chúng ta cái thẩm quyền đó để làm chi? Có người sẽ hỏi rằng bạn lấy cái quyền gì bạn đi? Bạn đi trong cái sự cho phép của giáo hội nào? Thưa không, chúng tôi đi trong thẩm quyền Chúa ban cho chúng tôi. Đủ rồi. Bởi vì giáo hội cũng ở trong thẩm quyền Chúa ban cho thì giáo hội mới có thẩm quyền. Cho nên cái thẩm quyền Chúa cho là tối thượng, tối cao. Chúa cho chúng ta là trên hết mọi quyền. Để chúng ta, cái thẩm quyền đó, chúng ta ra đi vì nước trời. Dĩ nhiên chúng ta cũng thông qua giáo hội nếu chúng ta có trong giáo hội, hoặc thông qua hội thánh nếu chúng ta có trong hội thánh. Và ở đây rõ ràng là người chị em chúng ta ra đi ở trong cái ơn ban của Chúa gọi, và chúng ta có cái trách nhiệm để cầu nguyện cho người chị em của chúng ta. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa cho người chị em chúng ta giờ này đi trong cái thẩm quyền Chúa ban cho, đi trong cái sự bao phủ của Chúa và của võng canh cầu nguyện. Chúng ta có trách nhiệm để cầu nguyện cho, thì sau này tôi đi quý vị cũng cầu nguyện giống y như vậy đó.
nó đi trong cái thẩm quyền Chúa cho, mà đi trong cái tinh thần của vọng canh sai phái, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta ở trong một cái gia đình và cũng ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, và cái thẩm quyền Chúa cho chúng ta rất quan trọng. Cho nên cái bài học tối hôm qua nó là một cái sự bứt phá, một cái sự khai sáng cho chúng ta về cái thẩm quyền Chúa cho chúng ta. Mục sư sẽ gửi cái bài học đó cho mục sư, cho thầy Tịnh. Và tối qua thì Tịnh với cô Hòa không có dịp để học cái bài học đó, ngắn thôi 20 phút ha. Và chị Lượm cũng như là Thu Hồng rất quan trọng với chúng ta, vì ngày hôm nay chúng ta dễ bị từ chối. Bạn đi trong cái thẩm quyền nào, ai cử bạn đi? Rồi tối hôm qua cho chúng ta cái bài học đó là thẩm quyền Chúa cho chúng ta là quan trọng nhất. Chúa ban, Chúa giao cái quyền đó cho chúng ta. Cho nên như này chúng ta cũng sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Mai Trinh cùng cái nhóm cầu nguyện Chủ nhật này đi ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ sẽ làm được nhiều điều. Thế gian sẽ bị hủy phá, công việc của nó, công việc của tối tăm sẽ bị hủy phá ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Xin chúng ta đưa tay hướng về người chị em này và cầu nguyện chúc phước cho. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu và cầu nguyện chúc phước cho Mai Trinh. Người chị em chúng con sẽ ra đi ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời và thẩm quyền Chúa cho chúng con. Bởi vì Kinh Thánh, hôm qua con có đưa cho anh chị em chúng con một câu Kinh Thánh rất quan trọng trong Luca đoạn 10 câu 19. Chúa phán rằng: này ta đã ban cho các ngươi mọi thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp, cùng trên mọi quyền của kẻ ác. Con cầu nguyện Chúa để gót chân của người chị em chúng con đi tới đâu thì giày đạp các quyền của sự tối tăm tới đó. Và Kinh Thánh Chúa cũng phán với chúng con rất rõ về uy quyền và thẩm quyền mà Chúa Giêsu đã giao cho chúng con. Đây là một câu Kinh Thánh rất quan trọng. Ở trong Matthew đoạn 28, câu 19, câu 18, câu 19 là Chúa phán rằng: bởi vì Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài mọi quyền, và Ngài cũng giao lại cho chúng con, Ngài cũng ban lại cho chúng con. Và mọi quyền ở trên trời đã giao cho Chúa. Cảm ơn Chúa, và Ngài cũng ban cho chúng con giống như vậy. Kinh Thánh lời của Chúa rằng Đức Chúa Giêsu phán đến gần các môn đồ và phán rằng: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa phán rằng hết thảy cái thẩm quyền và quyền phép ở trên trời và ở dưới đất đã giao cho Chúa Giêsu. Và Ngài phán với chúng con rằng: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chúa ơi, điều này có cái sự liên đới ở trong việc Chúa phán rằng Ngài đã ban, Ngài đã được giao cái quyền đó, và Ngài cũng giao cho chúng con để chúng con ra đi để mở mang nước trời của Ngài. Và ở đây có một người chị em sắp sửa lên đường cùng với mục sư Phạm Vũ Thịnh, cùng với nhóm cầu nguyện ở Arizona để đi đến các vùng miền đông và đặc biệt thành phố New York. Những ngày qua ở nơi đây, ở miền đông, ở thành phố New York, ở Washington DC có những sự biến động. Thế giới tối tăm nó lộng hành vô cùng, cho nên cần có một sự cầu nguyện, và chúng con tán đồng cho điều này. Thiên đàng của Chúa cũng tán đồng cho việc cần có những cái đội tuần hành cầu nguyện, những chiến binh cầu nguyện như đã từng làm hơn 40 năm trước. Một cái bức tường ở Berlin đã sụp đổ khi có những người tuần hành đi cầu nguyện. Bức tường Đông Đức và Tây Đức đã được khai thông bởi những con người cầu nguyện suốt bền bỉ nhiều năm. Và hôm nay chúng con có những người tiếp tục hủy phá những cái bức tường ngăn cách đó nữa, Chúa ơi, và hủy phá các ngôi của ma quỷ. Bởi vì đó con cũng biết rằng có những cái thế lực tối tăm, có các phù thủy, có các tổ chức của Satan lớn nhất tập trung về đó. Và nó là tổng hành dinh của tội lỗi, của tội ác ở tại New York. Và anh em chúng con đã quyết định để đi cầu nguyện, để tuần hành, để hủy phá công việc của nó ở tại khu vực đó. Chúng con phê chuẩn cho việc này, chúng con đồng ý với việc này, chúng con đồng tình với việc này, và cầu nguyện xin Ngài sai phái cái đội cầu nguyện này đi, và họ không đi trong sự cô đơn, bởi vì họ có những người cầu thay cho họ. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài sức giàu ban ơn cho đội cầu nguyện tuần hành này, nhất là xin huyết của Ngài bao phủ họ, để từ chuyến bay cho đến sự đáp
tất cả mọi sự ở trong sự ban phước và sự gìn giữ của Ngài, hầu cho không một người nào bị lạc mất, không một người nào bị mất mát, không một người nào bị thất lạc về hành lý cũng như trong hành trình chuyến đi này. Chúng con cảm ơn Chúa. Còn nhân danh Chúa Giêsu, Ngài ban thẩm quyền cho họ rồi, vì các quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho Chúa, và Ngài sai chúng con đi ở trong cái thẩm quyền đó, cho nên chúng con nhận lấy cái quyền năng của Chúa để ra đi và kết quả cho Đức Chúa Trời. Xin giúp đỡ chúng con, chúng con sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn nhát gan nữa, không còn sợ ma nữa. Vì có những tín đồ sợ ma, có những tín đồ nói thẳng ra rằng họ sợ quyền lực tối tăm, khi mà nghe tới các bùa ngải và cái quyền lực tối tăm và phù thủy thì không muốn dám đụng tới, bởi vì sợ bị trù dập, sợ bị trả thù. Nhưng Chúa ơi, Chúa đã ban cho chúng con cái uy quyền vượt trên tất cả mọi sự sợ hãi đó. Con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho nhất là trưởng đoàn sư Phạm Vũ Thịnh, giờ này ông được cầu thai, ông được chúng con chúc phước, ông được chúng con cầu thai cho. Cầu nguyện cho cô Thu, cầu nguyện cho tất cả anh em chúng con. Chúa ơi, có những người nhìn về họ như là những người khác thường, nhưng Chúa ơi, ở thiên đàng Chúa nhìn đó là những người bình thường, bởi vì họ đi trong chương trình và ý muốn của Ngài. Mỗi người được kêu gọi ở trong chương trình riêng của Ngài, không ai giống ai, và cũng không ai ép ai để làm giống như mình, nhưng họ đi trong cái cách mà Chúa cho họ. Chúng con tôn trọng và cầu nguyện cho họ, xin Chúa ở cùng và gìn giữ, ban ơn cho họ để họ làm được ý muốn của Đức Chúa Trời đã sai gọi. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho gia đình của họ, khi họ đi ra thì gia đình họ được bảo vệ, gìn giữ, con cái họ được bình an, người thân họ được gìn bảo vệ vẹn toàn khỏi những sự trả thù và tấn công của ma quỷ. Chúng con cầu nguyện để tất cả những người này, những chiến binh này được Chúa che phủ và gìn giữ họ, nhất là chúng con sẽ nghe được những thông tin tuyệt vời từ cái chuyến cầu nguyện tuần hành. Những ngày tới sẽ có những cuộc bầu cử quan trọng, và đây là những người biệt kích thiên đàng để đi cầu nguyện hủy phá những công việc của Satan và sự tối tăm của nó. Chúng con cầu nguyện cho thành phố New York trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng con hủy phá cái hệ thống quyền lực ma quỷ chống đối lời của Đức Chúa Trời. Những sự oan sai, những điều sai trật, những sự vô thánh tính, vô thần, chủ nghĩa vô thần đang lộng hành ở tại cái khu vực này, trong danh Chúa Giêsu chúng con khống chế nó, vô hiệu hóa cái công cụ của nó. Chúng con công bố huyết của Chúa Giêsu bao phủ thành phố New York, cầu nguyện cho thẩm phán thành phố, thị trưởng thành phố, cho đến quốc hội, cho đến thượng viện và hạ viện của cái tiểu bang này, cầu nguyện cho cảnh sát của tiểu bang này. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa hủy phá tất cả những điều sai trật, nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời ở tại nơi đây. Con cầu nguyện cho các vụ kiện đối với tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump phải bị phá sản, sớm trở về zero tất cả, để đất nước này trở lại với lời Đức Chúa Trời, sự kính sợ Đức Chúa Trời, phải trở lại với người thành phố, dân thành phố New York. Chúng con cảm ơn Ngài, và cả thành phố này cũng như tiểu bang này và khu vực miền đông thuộc về Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giêsu bao phủ, rửa sạch, chuộc lại tất cả những gì đã mất ở tại khu vực miền đông này. Chúa ơi, con cầu nguyện giao phó tất cả mọi cái khu vực này, những cái lĩnh vực chính trị ở trong tay của Đức Chúa Trời. Xin Đức Chúa Trời Ngài rửa sạch họ, chui sạch họ, bởi vì cơ hội thánh của Ngài. Cầu nguyện cho điều này, và chúng con sớm thấy sự công bình, sự công chính sẽ thắng hơn ở tại thành phố đó, khu vực đó, cũng như đạo của Chúa sẽ thắng thế, không còn bị lép vế nữa. Vì thời kỳ cuối cùng này, con cầu nguyện Chúa ở trong một sự tỉnh thức và một sự phục hưng sẽ được phát triển ở tại, sẽ được đẩy lên ở tại khu vực này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn sư. Em nói một chút thông tin cho hồng sư. Vâng, xin mời Mai Trinh. Dạ, thì tụi em có đi thì chia ra làm 4 nhóm. Thì ngày đầu tiên đi qua thì tập trung ở nhà mục sư Tú ở DC á. Rồi xong rồi thì thứ hai á thì cầu nguyện để mục sư Tú chuyển giao cái quyền á, để sức dầu cho chiến trận. Xong rồi thứ ba thì đi ra, thì đi từ ở
giống như chia ra bốn toán đi cầu nguyện không sư, xong rồi đi các khu vực, rồi đi chia ra các khu vực, xong rồi có một cái ngày thì tối thứ tư đó là hình như là cầu nguyện cho các hội thánh địa phương, rồi rồi xong rồi thứ năm thứ sáu thì đi ra các vùng ở khu vực khác giống như New York ở bên sân bên nhà rồi này kia, xong rồi thứ bảy thì quay trở lại tại cái có một cái ở hội thánh Mỹ họ có cho một cái chỗ thờ phượng, cái nhà thờ nào đó mà như lớn lắm, em nghe nói là kêu gọi mấy các hội thánh ở trong vùng để mà cùng đến cầu nguyện á, thì hình như không biết là một sư phú, có một sư phú nào đó, một sư phú con của cô Ngọc Anh á, rồi thì đó có một cái hội thánh liên hiệp lại ở trên ở hội thánh của một sư tu một sư phú. Cảm ơn Mai Trinh đã cho biết lộ trình rất là thú vị. Cái gì cho mục sư gửi lời thăm các vị mục sư đó ha. Mục sư biết hết các mục sư đó là mục sư Tú, Trương Anh Tú hồi xưa thì nhóm ở một cái hội thánh năm 1993 cùng chung với lại mục sư. Thì mục sư Tú cũng rất là lúc đó còn một thiếu niên rất là thích ca ngợi và thờ phượng Chúa, cũng đi đi với mục sư, có những kỷ niệm rất là tươi đẹp. Và hôm nay cũng đã thành những chiến sĩ, những chiến binh cầu nguyện và những người đệ tớ của Chúa hết rồi, rất là vui. Cảm ơn Chúa là mục sư Tú ha. Cảm ơn Chúa, có gì cho mục sư gửi lời thăm tất cả các chiến binh này nha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện và bày tỏ của Mai Trinh để cho chúng ta thấy được công việc của Chúa trong những ngày tới rất là thú vị, và họ cần phải có sự cầu thay của chúng ta là như vậy. Vâng, chúng ta đang cầu thay cho cái đội cầu nguyện tuần hành vào tuần sau, và cụ thể là đầu tuần sau sẽ có một cái nhóm cầu nguyện đi đến miền Đông để cầu nguyện như nãy giờ chúng ta đã được nghe tới ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Amen, cảm ơn Chúa. Mai Trinh đi bình an ha. Vào được thì cứ vào với Vọng Canh để cho biết thông tin này kia để chúng ta tiếp tục cầu thay cho anh em chúng ta từ hậu phương. Amen, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ hát một bài hát cùng một Đức Thánh Linh là Đấng khiến huyết sống lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, Đức Thánh Linh ở với ta. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, Đức Thánh Linh ngài ngự trong ta. Cùng một Đức Thánh Linh là Đấng khiến huyết sống lại, yêu thương ta, sống với ta. Cùng một Đức Thánh Linh là Đấng khiến huyết sống lại, yêu thương ta, ngài ngự trong ta. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, yêu Thánh Linh ở với ta. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, yêu Thánh Linh ngài ngự trong ta. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, yêu Thánh Linh ở với ta. Chúa khiến sống lại thân thể hay chết này, yêu Thánh Linh ngài ngự trong ta. Yêu Thánh Linh ngài ngự trong ta. Ta cùng hân hoan tiến bước theo Giêsu trên đường thiên đường, chiến đấu không sợ nào. Đường nhờ Giêsu danh tướng đạo bình, bài chiến thắng vinh diệu dân Giêsu. Lên đường ra khỏi nguy cõi thường. Giêsu luôn dắt từ mọi đường, chiến binh thần từ bị mọc lòng trận đấu. Bài chiến thắng vinh diệu dân Giêsu. Lên đường ba phá nguy cơ thường. Giêsu luôn dắt đưa mọi đường, chiến binh thầm từ bị một lòng chẳng đâu. Và chiến thắng bên nhiều dân Giêsu, và chiến thắng bên nhiều dân Giêsu. Amen, cảm ơn Chúa. Mọi khí giới của chúng ta đang dùng để chiến đấu, chẳng phải xác thịt này, theo tinh thần của Thư tín Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 tới câu 13.
Bởi khi giây của chúng ta đang dùng để chiến đấu, chẳng phải xác thịt này, chẳng phải xác thịt này. Nhờ Chúa Giêsu ban cho năng quyền để chiến thắng, chẳng phải xác thịt này, nhưng Chúa giáng lên quyền. Ngài ban thêm sức chiến đấu trước các đồng đi vững chân, chuẩn bị phá tan ngay do năng quyền Giêsu. Ngài ban thêm sức chiến đấu trước các đồng đi vững chân, nương nhờ nơi Giêsu, nơi Chúa giáng lên quyền. Mọi khi giây của chúng ta đang dùng để chiến đấu, chẳng phải xác thịt này, chẳng phải xác thịt này. Nhờ Chúa Giêsu ban cho năng quyền để chiến thắng, chẳng phải xác thịt này, nhưng Chúa giáng lên quyền. Ngài ban thêm sức chiến đấu trước các đồng đi vững chắc, chúng bị phá tan ngay do năng quyền Giêsu. Ngài ban thêm sức chiến đấu trước các đồng đi vững chắc, nương nhờ nơi Giêsu, để Chúa giáng lên quyền. Nương nhờ nơi Giêsu, để Chúa giáng lên quyền. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta bước vào phần cầu nguyện, cầu thay cho những hoạt động của chương trình là của Hội Thánh và trong dịp lễ Thương Khó và Phục Sinh. Như hồi sáng sớm thì chúng ta có cầu nguyện cho chương trình lễ Thương Khó ở Việt Nam, ở quê hương, đồng loạt ở trên đất nước Hoa Kỳ. Good Friday là tối thứ sáu, toàn thể các hội thánh Chúa khắp nơi, nhất là các hội thánh ở Mỹ, ở thánh Mỹ, họ cũng có cái chương trình cầu nguyện, hiệp nguyện, cũng như là cái chương trình kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta một cái sự sống, một cái sự giải cứu, phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho chương trình vào Chủ nhật tới đây. Hồi sáng này chúng ta có hiệp lại cầu nguyện Chúa cho cái đội cầu nguyện sẽ đi đến miền Đông, rất là được phước. Và chúng ta cũng được nhắc lại cách thẩm quyền Chúa cho chúng ta, thẩm quyền Chúa cho chúng ta ra đi ở trong danh Chúa Giêsu. Thì chúng ta đã cầu nguyện rất vững vàng cho những chiến binh cầu nguyện sáng hôm nay, thật là phước hạnh. Bởi vì số anh em chúng ta vô trễ cho nên chúng ta không có tham gia được cái phần cầu nguyện này, rất là trận chiến thuộc linh rất là mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được sự vận hành của Chúa, sự sức giàu của Ngài ở trên chúng ta là những người ở hậu phương, cầu nguyện cho những người sắp sửa ra ngoài trận tuyến. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì chúng ta cầu nguyện Chúa cho chương trình Chủ nhật tới đây. Chúng ta cầu nguyện Chúa, Hội Thánh Vườn Nho cùng với Hội Thánh Mỹ sẽ làm phép báp têm, chương trình thánh lễ báp têm cho các con cái Chúa người Việt cũng như người Mỹ. Sau đó thì Hội Thánh Vườn Nho sẽ lập tức di chuyển đến công viên, một công viên ở tại thành phố Gilbert, để mà dự trong cái chương trình phục sinh với lại Hội Thánh Phục Hưng. Chúng ta cầu nguyện cho mục sư Trần Minh Hùng. Ông vừa mới đến Arizona vào tối hôm qua. Ông sẽ ở Arizona 2 tuần. Trong 2 Chủ nhật, ông hầu việc Chúa với Hội Thánh Phục Hưng. Thì cái Chủ nhật 31, thì chúng ta sẽ cùng đi để ủng hộ, yểm trợ cho chương trình truyền giảng phục sinh của Hội Thánh Phục Hưng ở công viên, ở Gilbert. Thông tin tôi sẽ chiếu lên cho quý vị ngay sau này để quý vị cầu thay, quý vị thấy được thông tin thì quý vị sẽ cầu thay cho cái chương trình này thêm nhiều hơn. Chúa ở cùng, nếu có thân hữu thì xin Chúa cứu thêm những thân hữu ở trong cái mùa lễ thương khó và phục sinh, nhất là buổi sáng phục sinh. Đây tôi đang chiếu lên cho quý vị, chúng ta nhìn thấy cái poster này để chúng ta cầu nguyện cho chương trình. Đây quý vị, đó, mừng Chúa phục sinh, diễn giả mục sư Trần Mạnh Hùng. Nó cái công viên này, Gilbert Regional Park, ở Queen Creek. Tôi cũng đã thông báo, sẽ thông báo cụ thể nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi chung xe với nhau rồi. Bởi vì những ông bà anh chị em ở xa không có tự lái xe, đi xa quá thì không tự lái xe được, thì chúng ta nhóm xong rồi chúng ta sẽ lên xe, chúng ta đi chung với nhau, đi carpool đến để mà dự phần, dự chung nhóm với lại Hội Thánh Phục Hưng. Rất là vui quý vị. Và trong tuần cũng có những cái chương trình bồi linh của Hội Thánh Phục Hưng thì tôi cũng sẽ lần lượt cho quý vị biết khi mà nắm được cái chương trình trên nhóm trên Zoom cùng với Hội Thánh Phục Hưng.
có những cái chương trình học Kinh Thánh Bồi Linh thì chúng ta cũng tham dự với sự hướng dẫn của mục sư Trần Minh Hùng ở trong lúc thời gian ông ở Arizona. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chương trình ngày Chủ nhật 7 tây tháng 4, tức là Chủ nhật tuần tới. Chủ nhật tuần này thì chúng ta làm báp têm và chúng ta đi dự trại phục sinh, Mừng Chúa phục sinh với Hội Thánh Phục Hưng. Nhưng mà tuần 7 tây tháng 4 thì Hội Thánh sẽ đi picnic, Hội Thánh Vườn Nho sẽ đi picnic. Thì cái địa điểm sẽ thông báo sau. Như vậy thì chúng ta đi picnic thì chúng ta sẽ không có sinh hoạt và nhóm ở Hội Thánh Mỹ. Tôi cũng đã thông báo cho Hội Thánh Mỹ về buổi nhóm 31. Chúng ta nhóm xong, chúng ta sẽ đi ra công viên cùng dự nhóm truyền giảng với một hội thánh. Thì mục sư Mark cũng rất là hào hứng, rất là vui vì chúc phước cho chúng ta nữa. Còn cái chương trình là ngày 7 tây tháng 4 Chủ nhật đó, thì chúng ta sẽ đi một mình hội thánh, sẽ đi picnic ngoài trời. Và chúng ta cầu nguyện Chúa cho chương trình được ơn của Chúa, và chúng ta có được sự thông công với nhau. Lâu lâu nhóm ở ngoài trời thật là thú vị, thật là vui, cách chúng ta khoảng 2 tiếng lái xe. Vâng, xin quý vị nhớ cầu nguyện cho điều này. Ước mơ bà nội cũng qua được để cầu nguyện và hiệp chung với lại hội thánh chứ. Bà nội có đó không ạ? Vâng, và chúng ta cũng cầu nguyện Chúa ban ơn cho các hoạt động của hội thánh ở trong cái mùa lễ phục sinh, trong cái chương trình nhóm lại thờ phượng, trong cái chương trình thăm viếng, trong cái chương trình thờ phượng được ơn của Chúa. Nhất là chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho có thêm những người mới đến để tiếp nhận Chúa ở trong cái sự sinh hoạt của hội thánh. Và đó là những cái thông báo vừa mới gửi đến cho quý vị. Xin quý vị lưu ý cầu nguyện cho các hoạt động của hội thánh ở trong thời gian này. Vâng, mọi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi không biết các hội thánh khác có hoạt động ở trong cái chương trình, trong cái mùa lễ Thương Khóc Phục Sinh như thế nào. Xin chúng ta cũng thêm lời cầu thay cho các hoạt động của các hội thánh Chúa chung nha quý vị. Vâng, xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Amen, ngợi khen Chúa của chúng con. Chúng con đến với ngày trong danh Chúa Giêsu và cầu nguyện Chúa cho các chương trình thánh lễ trong mùa lễ Thương Khóc và Phục Sinh. Chúa ơi, nếu không có sự chúc phước, sự sức giàu của Ngài thì lấy làm uổng công cho chúng con. Và chúng con cũng đánh trận một cách mệt nhọc mà thôi. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài ban ơn thêm sức cho chúng con, sức giàu để chúng con được ơn của Ngài. Con nhớ tới Hội Thánh ở Việt Nam ở trong mùa lễ Thương Khóc và Phục Sinh này. Xin Chúa ở cùng và đi cùng dân sự của Ngài. Xin Chúa sức giàu cho Hội Thánh khắp nơi trong sự nhóm lại kỷ niệm Chúa chịu thương khó. Chúa ơi, không chỉ là hình thức, trong không chỉ là những cái buổi lễ mang tính hình thức, nhưng xin Chúa Ngài thăm viếng dân sự của Ngài để cho họ cảm nhận được tình yêu của Ngài. Một lần nữa họ trở lại và được Chúa thăm viếng, được Chúa biến đổi, được Chúa chạm vào trong đời sống của mình. Xin Chúa khơi lại dòng suối ở trong đời sống của họ. Chúa ơi, những người đã xa nhà Chúa lâu ngày, đã không còn cảm nhận được tình yêu và hơi ấm của Chúa, thì xin Đức Chúa Trời hãy qua những cái dịp lễ, mùa lễ nhóm lại này để nhắc lại cho họ, để gửi lại cho họ tình yêu của Đức Chúa Trời, sự thăm viếng của Ngài ở trên đời sống của từng con dân của Ngài. Chúa ơi, ai đang cô đơn, ai đang lạnh giá, ai đang chai cứng tấm lòng, xin Đức Chúa Trời đến và thăm viếng họ, thay đổi lòng của họ. Ai đang ở trong một cái gia đình chưa có được mà cảm thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời, dù họ là người Việt Nam hoặc là người Mỹ và họ nhóm ở một cái nơi chưa thích hợp, thì xin Chúa đưa họ đến đúng với cái mái ấm, đúng đến một cái cộng đồng mà họ được gây dựng, họ được lớn lên, họ được thăm viếng, họ thấy được chuyện mình trở nên có ý nghĩa, họ thấy mình có thể đóng góp vào ở trong nhà của Chúa, ở trong cái cộng đồng đó được điều gì. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con sinh ra, chúng con đã là những người Việt Nam rồi. Con cảm ơn Chúa vì gia đình của chúng con là Hội Thánh Việt Nam. Cảm ơn Chúa vì chúng con là những người Việt Nam. Chúng con được Chúa gọi cho cộng đồng Việt Nam. Và chúng con biết được cái mục đích mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Ngài gọi chúng con cho cộng đồng Việt Nam. Và Ngài cho chúng con tiếng nói của người Việt Nam. Ngài nói cho, Ngài cho chúng con giảng dạy và nói chuyện là thông công được với người Việt Nam và họ hiểu chúng con được. Cho nên chúng con cầu nguyện xin Chúa dùng chúng con cho 2,7 triệu người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này. Chúa ơi,
một con số rất lớn, 30.000 người Việt Nam ở tại Phoenix, ở tại Arizona. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa chỉ dẫn chúng con. Chúng con không đi đâu xa khỏi những người này. Và chúng con cầu nguyện Chúa cho đến khi nào 2,7 triệu người Việt Nam, 30.000 người ở Phoenix trở lại với Chúa, thì chúng con mới tính chuyện đi tìm những cái hội thánh Mỹ, đi tìm những cái nơi khác để chúng con có thể đầu tư vào đó. Nhưng ở đây có một cái sự đầu tư cần thiết cho thế hệ, cho những người Việt Nam mà chúng con đang được gọi cho những người này. Chúng con cầu nguyện xin Chúa kêu gọi anh chị em của chúng con, Chúa kêu gọi lòng của chúng con gắn kết vào ở trong công việc của Chúa, ở và cứu mang cho công việc của Chúa ở các cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này. Chúng con cầu nguyện Chúa cho mùa phục sinh năm nay, xin Chúa cho có thêm nhiều người đến với Ngài, xin Chúa cứu thêm nhiều người nữa, xin Chúa ngày ban phước cho các mối quan hệ của chúng con để chúng con đem thêm nhiều người về với nhà của Ngài. Ngài chữa lành cho những người đang tổn thương, Ngài chữa lành cho những người đang bị đau yếu, Ngài chữa lành cho những người đang bị mắc kẹt ở trong xiềng xích của tội ác, của sự yếu đuối mà họ ở trong đó miệt mài nhiều năm họ không lấy ra được. Con cầu nguyện xin Chúa Trời nhân từ thương xót mở cánh cửa của Ngài ra cho tất cả. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện chúc phước cho chương trình nhóm lại vào Chủ nhật này. Xin Chúa ban ơn cho chúng con trong thánh lễ tiền, trong thánh lễ báp têm. Xin Chúa ở cùng với những tân tín hữu sẽ chịu phép báp têm. Con bảo ban nguyện xin Chúa bảo vệ họ khỏi những sự cản trở của ma quỷ, khỏi những sự cản đường. Ma quỷ nó cũng thường ngăn cản những con cái của Ngài trong những cái quyết định này. Rồi danh Chúa Giêsu, chúng con vô hiệu hóa công việc của nó. Chúng con cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Chúa ơi, được khích lệ khi thấy có những cuộc đời được tái sanh, được biến đổi, đồng chết và đồng sống lại với Chúa. Họ chôn cuộc đời của mình ở dưới chôn cái quá khứ của mình đi và sống lại với Đấng Christ bằng một cái tương lai mới, bằng một cái con người mới ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng và khích lệ dân sự của Chúa biết ơn Chúa và sống, bắt đầu sống xứng đáng cho Chúa và kết quả cho Ngài. Con chúc phước cho chương trình phục sinh ở khắp nơi, ở trên toàn quốc, ở trên quê hương của chúng con nữa. Chúa ơi, đó không chỉ là những lễ, những cái sự kiện đặc biệt mà chúng con nhớ đâu, nhưng chúng con suy niệm tình yêu của Ngài. Chúng con thấy được chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm nhận được sự ban ơn của Ngài, sự kêu gọi của Ngài, tình yêu của Ngài ở trên hết thảy chúng con. Trời ơi, chúng con cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Xin cho mỗi chúng con chạm đến lòng của chúng con. Xin cho chúng con yêu thương nhau, cho chúng con cùng kết nối để gây dựng công việc của Chúa, xây dựng nhà của Ngài và cơ đồ của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Trời ơi, con cầu nguyện Chúa cho dân sự của Ngài sắp xếp có thể đi được ở trong chương trình 31 tây tháng 3, cùng dự trong cái thánh lễ tiệc thánh, trong thánh lễ báp têm và tiệc thánh của hội thánh. Con cầu nguyện Chúa ban ơn cho một sứ mát trong bài giảng, trong sứ điệp của ông. Con cầu nguyện trong sứ Trần Mạnh Hùng. Cảm ơn Chúa về Ngài đưa ông sang Arizona 2 tuần để hầu việc Chúa và 1 tuần hầu việc Chúa với Hồng Hội Thánh ở Houston vào ngày 14 tây tháng 14 tây tháng 4. Con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mục sư ở trong những ngày ở Arizona và Texas bận rộn. Xin Chúa ở cùng và sức giàu cho Hội Thánh Phục Hưng ở trong việc tổ chức những buổi học kinh thánh cho chúng con có thể tham dự, chúng con có thể theo dõi, chúng con có thể giữ phần ở trong các buổi học, được bồi linh, được khích lệ, được lớn lên, được mạnh mẽ ở trong Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, và qua cái sự thăm viếng của mục sư Hùng thì xin Chúa cho các hội thánh cùng gắn kết với nhau, cùng hiệp một để cùng nhóm lại hồi linh và khích lệ nhau. Chúa ơi, con cũng cảm ơn Chúa về chương trình truyền giảng vào thứ sáu tuần sau, vào ngày 5 tây tháng 4 mà chúng con có lên kế hoạch và hoạch định. Xin Chúa ban phước cho chương trình này dù nó hơi gấp rút và thiếu sự chuẩn bị trước, nhưng chúng con cầu nguyện xin cho các ca sĩ, cho dân sự của Ngài cũng chuẩn bị tinh thần để đi dự nhóm bồi linh cũng như truyền giảng ở trong chương trình
chương trình truyền giảng vào tối thứ sáu năm Tây tháng 4 ở Hội Thánh Phục Hưng. Chúng con cầu nguyện Chúa ban ơn cho mục sư Trần Văn Hùng ở trong sứ điệp, ban ơn cho các hội thánh, đặc biệt Hội Thánh Baptist Phoenix của mục sư cháu Trọng Ngọc, cũng có một số con cái Chúa được tham dự, và chúng con cũng đã mời được Hội Thánh tham dự trong chương trình này. Có một vài con cái Chúa, là có thể có một ban thanh niên đến để cùng giữ phần ở trong sự ca ngợi và thờ phượng Chúa. Chúa ơi, con xin Chúa ban phước cho chương trình, ban phước cho anh chị em chúng con, để cho họ được gặp gỡ Ngài, cho họ được kết nối lại với nhau trong nhiều tháng, nhiều năm qua. Nếu mà mất đi sự kết nối này, thì xin Chúa cho tất cả cùng hiệp trở lại, hiệp thông trở lại ở trong sự hòa thuận, ở trong sự chữa lành của Ngài. Chúa ơi, và chúng con cũng sẽ nhóm lại thờ phượng Chúa một cách phước hạnh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con phước cho ngày 4 và ngày 7 Tây tháng 4 sắp tới, ngày 5 Tây tháng 4 là thứ sáu tuần sau. Xin Chúa ở cùng Hội Thánh trong việc tổ chức chương trình thờ phượng, chương trình nhóm lại truyền giảng, và có nhiều con cái Chúa sẽ tham dự, cũng như những thân hữu mà chúng con mời đến. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh để chúng con có thể tiếp cận, và chúng con có thể mời nhiều người đến tham dự dự phần ở trong chương trình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Và Chúa ơi, có nhiều người tin Chúa ở trong cái dịp này nữa. Chúng con cảm ơn Chúa về sự trả lời của Ngài, về sự ban ơn của Ngài, về Đức Chúa Trời có ngự giữa lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin dâng vào sự trong tay của Chúa. Bởi đức tin chúng con nhận lãnh phước hạnh này từ đằng xa, và con công bố rằng nó thuộc về Hội Thánh của Ngài, thuộc về dân sự của Ngài, thuộc về con cái của Chúa, tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả chúng ta nói Amen. 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 Vui thay khi con đến với Cha, mọi điều từ lòng con chỉ mong thưa cùng Ngài. Lời biết ơn, lời cảm ơn về mọi điều mà Cha đã ban, về mọi nguồn hạnh phúc Chúa tuôn trong cuộc đời. Giờ chúng ta cùng cầu nguyện Chúa cho sự hiệp một, hiệp thông của con cái Chúa trong Hội Thánh. Rồi cô Diễm, mời cô Diễm sẽ cầu nguyện Chúa ban ơn cho sự hiệp thông của dân sự Chúa trong Hội Thánh, yêu thương nhau, am hiểu nhau, thông cảm với nhau. Và xin Chúa cất đi những con trồn phá hoại vườn nho là nói chung Hội Thánh của Chúa. Và xin Chúa bắt đi những cái con trồn đó phá hoại vườn nho, nó thường khuấy khuất ở trong Hội Thánh của Chúa, cắn phá những cái dây nho. Quý vị cũng biết là nhiều khi mình nhìn Hội Thánh ở bên ngoài rất là bình yên đó, nhưng mà có những cái con trồn nó đi cắn, nó gọi điện thoại, nó trách cứ, nó
buồn bã, nó kiện cáo, nó làm đủ thứ hết. Và chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa để mà Chúa bắt những con trộm đó, Chúa chấm dứt những con trộm đó. Cái câu chuyện đó tôi nghe ở một hội thánh khác quý vị. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện Chúa để cho các hội thánh Chúa được tự do. Những con trộm này phải bị bắt đi. Nó cứ khuấy khuất hoài quý vị. Chúa cho mình có một gia đình, Chúa cho mình có một hội thánh, thì mình lo cho hội thánh mình đi, mình lo cho dân sự của Ngài đi. Làm sao để phát triển bài chiên của Ngài, làm sao để trồng thêm những dây nho, làm sao để bón phân chăm sóc cái vườn nho mà Chúa giao cho mình. Đằng này thì không thỏa lòng, gây lên những cái sự thiệt hại cho chính nơi của mình và cho cái dân sự của Chúa nơi khác nữa. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện Chúa cho dân sự của Chúa, cho dân sự của Chúa và cho những người ở trong cộng đồng của chúng ta, nhất là cái mối quan hệ, sự thông công của con dân của Chúa. Sẵn đây thì thông báo luôn, bởi vì hôm Chủ nhật á, tôi có thông báo với lại quý vị ở trong cái chương trình học trường Chủ nhật là ngày 31 tây tháng 3, do chúng ta có chương trình làm phép báp têm cho Hội Thánh Mỹ, cho nên chúng ta phải có mặt ở nhà thờ trước 10 giờ, cho nên không thể học trường Chủ nhật được. Cho nên hôm bữa đã thông báo là 31 tây tháng 3, trong trường Chủ nhật tôi đã thông báo, cho nên một số anh chị em bị miss, cho nên không có nắm được thông tin, và tôi cũng thông báo lại 31 tây tháng 3 không có học trường Chủ nhật. Ngày 7 tây tháng 4, cái Chủ nhật mà chúng ta đi picnic, cũng không có trường Chủ nhật. Và khi tôi thông báo cho một sư hùng cách đây một tuần á, cách đây hai tuần á, tôi thấy trước rồi, tôi đưa cái thông báo này, thì ông xin thêm ngày 14 tây tháng 4, ông cũng giảng và hầu việc Chúa ở Texas, cho nên ông cũng không có dạy trường Chủ nhật được luôn. Cho nên 3 tuần đó thì sẽ không có trường Chủ nhật, nhưng mà ngày 14 tây tháng 4 thì tôi dự tính là sẽ mời chấp sự Thiên Ân, để Thiên Ân sẽ dạy một môn, một cái bài học nào đó. Chúng ta nghĩ nhiều quá thì cũng không nên. Cho nên cái việc mà 14 tây tháng 4 một sư hùng không có thể tiếp tục dạy trong cái chương trình Chủ nhật á, thì tôi sẽ mời chấp sự Thiên Ân để mà Thiên Ân sẽ chia sẻ cái bài học về chữa lành, hay là bất kỳ cái bài học nào mà học ở trường thần học bổ ích cho dân sự của Chúa. Thì đúng ra thì chúng ta sẽ chỉ nghỉ hai cái tuần học trường Chủ nhật, vào ngày 31 tây tháng 3 và ngày 7 tây tháng 4. Hai cái Chủ nhật đó, một cái Chủ nhật chúng ta dự thánh lễ báp têm, không thể tổ chức được trường Chủ nhật, và cái chương trình chúng ta đi cắm trại cũng không thể tổ chức được, cho nên chúng ta sẽ không có hai ngày trường Chủ nhật, hai cái lớp trường Chủ nhật vào hai ngày Chủ nhật đó. Nhưng mà cái Chủ nhật tuần tới thì vẫn chưa có một sư hùng, nhưng mà dự tính là sẽ mời thì chúng ta học một người hướng dẫn để mà tiếp tục giữ cái chương trình ngày cho ngày 14 tây tháng 4, như là một sư hùng có thông báo cái ngày đó một sư không thể dạy được vì ở Texas và học việc Chúa với một hội thánh ở bên đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta ý với cô Diễm để chúng ta cầu nguyện cho tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay của các hội thánh, và chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp một của con dân Chúa, cầu nguyện cho dân sự Chúa yêu thương nhau, cùng hiệp một với nhau để lo cho công việc Chúa chung, cùng đứng chung trong cái sự tinh thần yêu thương, hiệp một, hòa đồng. Những thông báo mà tôi đưa ra cho quý vị thì xin quý vị cũng lan truyền dùm cho hội thánh về các cái thông báo để cho hội thánh được nắm kịp, bởi vì một vài người trong chúng ta thì thường thì không có vào trong buổi sáng chú sáng cầu nguyện, cũng không biết được thông báo, cũng như không có tham gia trong buổi học kinh thánh tối hôm qua. Vâng, tôi cũng kêu gọi tất cả chúng ta học kinh thánh với nhau, vì là buổi học kinh thánh của hội thánh, cho nên xin đừng vắng mặt ở trong cái buổi học kinh thánh buổi tối thứ tư, rất là cần thiết cho hội thánh, bởi vì trong tuần chúng ta cũng cần có buổi học kinh thánh mà chúng ta không có tham gia vào thì rất là uổng, cũng như là bị mất những cái bài học quý cho chúng ta. Trong tuần chúng ta cũng nên có buổi học kinh thánh. Còn buổi sáng thì cầu nguyện thì quý vị có thể ra vô, chúng ta có thể có khi bận rộn thì cũng không sao, vì buổi sáng cầu nguyện với nhau thì có những cái câu kinh thánh, có những câu chuyện để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Nhưng mà tối thứ tư thì là buổi học kinh thánh chính quy của hội thánh, cho nên chúng ta
đầu tư thời giờ chỉ có một tiếng, tóm qua chỉ có một tiếng đồng hồ mà quý vị, mà bài học rất là bổ ích qua phần hướng dẫn của cô Diễm, rất là được phước. Cho nên kêu gọi tất cả chúng ta sắp xếp thời giờ. Mong rằng những cái lời thông báo ngày Chủ nhật của những người hướng dẫn không phải là những cái lời thông báo cho có, nhưng mà đó là những lời kêu gọi thật sự, là kêu gọi cơ dân, con dân của Chúa tham gia học lời Chúa, tham gia cầu nguyện, tham gia học trường Chủ nhật. Đó là một cái sự khỏe mạnh của Hội Thánh. Chúng ta có thể góp phần làm cho Hội Thánh khỏe mạnh bởi vì sự tham gia của chúng ta. Đó, cho nên quý vị cầu nguyện cho lĩnh vực này nữa. Cô Diễm sẽ cầu nguyện Chúa cho con dân của Chúa có thể tham dự được các chương trình của Hội Thánh, tham gia một cách tích cực. Vâng, chúng ta cầu nguyện trong vòng vài phút và chúng ta sẽ trở lại với phần cầu nguyện của cô Diễm, quý vị ha. Amen. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện nhiều cho Hội Thánh của Ngài. Chúng con cầu nguyện cho các chương trình mà hồi sáng sớm chúng con có nêu ra, và Hội Thánh của Chúa chuẩn bị bước vào kỳ lễ quan trọng. Chúng con cầu nguyện, chúng con không chỉ bước vào lễ trọng, cái kỳ lễ trọng này, nhưng chúng con cũng sẽ làm được những việc mà Chúa gọi chúng con, sự dự phần của chúng con. Chúng con làm gì cho Ngài ở trong cái kỳ lễ đặc biệt này? Chúa ơi, không chỉ là dâng cho Chúa thời giờ sức lực, mà còn tấm lòng, tấm tình của chúng con nữa. Chúa ơi, xin cho chúng con biết quý trọng cái thời giờ Chúa cho chúng con, biết quý tâm tình của anh chị em cùng hiệp một để lo công việc của Ngài. Con cầu nguyện Chúa cho sự hiệp một của Hội Thánh. Và những ngày qua chúng con có nghe những cái con trồn phá hoại vườn nho, những con trồn không chỉ phá cái vườn nho của chính cái chủ ở trong chính chủ, mà còn kéo những con trồn đi nhiều nơi để cắn phá những dây nho của Chúa. Cho nên chúng con cầu nguyện, xin Chúa chặn đứng những điều này, xin Chúa hủy phá những điều này. Trời ơi, trong khi chúng con đang say thì có những con trồn phá hoại, con trồn cắn phá. Cho nên chúng con cầu nguyện, xin Chúa Trời Ngài ngăn chặn những điều này, xin Chúa Ngài hủy phá những công việc này. Chúa ơi, Ngài ban ơn cho Hội Thánh của Ngài để biết phân biệt, để khôn ngoan và ra khỏi những cái sự tàn phá này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Sáng nay chúng con cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời thăm viếng chúng con, xin Đức Chúa Trời chúc phước và ban ơn cho Hội Thánh của Ngài có sự khôn ngoan và phân biệt này. Chúng con cầu cho sự hiệp một của Hội Thánh, của các đoàn thể, của các nhóm chị em phụ nữ, của các nhóm nam giới trong Hội Thánh. Vâng, chúng con cũng có cái nhóm nam giới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con có những người nam ở trong Hội Thánh và chúng con cũng muốn khích kết hiệp họ, muốn khích lệ họ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cho những người nam, những người nữ của Chúa yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và bước đi trong đường lối ngay thẳng, bước đi trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Amen. Ngợi khen Chúa của chúng con. Chúa ban phước cho dân sự của Ngài trong những ngày tới này, quan tâm tới nhau, quan tâm tới nhu cầu và cầu nguyện với nhau, và của nhu cầu của nhau, quan tâm tới cuộc sống và cầu thai cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau nữa. Con cầu nguyện Chúa để hủy phá tất cả những sự hiểu lầm, những sự ngộ nhận, những sự trách cứ, những điều không gây dựng trong Hội Thánh. Xin Chúa giúp cho Hội Thánh Chúa giải quyết những điều này. Xin Chúa ban ơn và chữa lành cho dân sự của Ngài, để chúng con chung một lòng, một chí hướng để lo công việc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cha Thánh của chúng con ơi, giờ này chúng con cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh của Ngài ở trong sự kêu cầu, ở trong sự hiệp một giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng ta hiệp đồng với lời cô Diễm, xin mời cô Diễm dâng lời cầu nguyện. Dạ, xin phòng cầu nguyện hợp ý. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con có được một cái đặc ân là kết nối với Ngài trong sự tương giao này. Xin Chúa chúc phước cho tấm lòng ông bà cho em trong buổi sáng nay tìm kiếm Chúa, và đặc biệt trong mùa lễ thương khó này, Chúa ơi. Mỗi lần chúng con nhớ đến những gì Ngài đã làm cho chúng con thì lòng chúng con thật là tan vỡ và cảm động. Xin Chúa cho chúng con ý thức được những gì Ngài làm cho chúng con, Chúa ơi, để chúng con sống xứng đáng với tình yêu, sự hy sinh của Ngài trên mọi cuộc đời của chúng con, Chúa ơi. Buổi sáng nay chúng con hiệp lòng với anh chị em chúng con trong phòng cầu nguyện, để cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa, để cầu nguyện cho đời sống tín hữu, con dân của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con được vững vàng, mạnh mẽ trong sự kết nối với Ngài, để cho mỗi một người tín hữu đều có một cái mối quan hệ cá nhân mật thiết với Chúa. Chúa ơi,
để chúng con lớn lên, chúng con trưởng thành ở trong Chúa. Chúng con ham thích lời của Chúa, chúng con ham thích sự tương giao với Chúa. Chúa ơi, không thể nói mình là cơ đốc nhân mà đọc lời Chúa thì không đọc, cầu nguyện cũng không cầu nguyện, thì cuộc đời cơ đốc nhân chúng con nó sẽ đi tới đâu? Vì trong Kinh Thánh có nói rằng ma quỷ như sư tử rống rình mò đi xung quanh để nó tìm kiếm người nào nó nuốt được. Chúa ơi, nếu mà đời sống cơ đốc nhân không có lời của Chúa dẫn dắt, không có mối quan hệ với Chúa thì dễ dàng lắm cơ đốc nhân đó sẽ đi ra khỏi bầy chiên, đi khỏi cái chuồng, đi khỏi cái nơi an toàn. Và Chúa ơi, chúng con thấy có nhiều đời sống cơ đốc nhân cũng đã hòa tan ở trong thế gian này rồi. Họ sống như những người thế gian, chỉ có mang danh tin lành nhưng mà sống không thua gì những người chưa biết Chúa. Chúa ơi, danh Chúa bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cơ đốc nhân sống mà không có Chúa này. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, con cầu nguyện cho anh chị em chúng con, và chúng con cầu nguyện luôn những người đã tin Chúa nhưng mà không còn thờ phượng Chúa nữa. Họ đã quên Chúa từ lâu rồi, họ xem Chúa như một dĩ vãng, một quá khứ ở trong cuộc đời, ở trong con đường đời này. Ôi Chúa ơi, xin Chúa tha thứ, xin Chúa thương xót và Chúa kéo anh em chúng con lại. Vì ngày Chúa gần đến rồi, nếu chúng con không ở trong quỹ đạo của Chúa, làm sao chúng con nghe được tiếng kèn chót của thiên sứ thổi lên để chúng con có thể được cất lên không trung với Ngài. Chúa ơi, đó là điều mà chúng con trông mong khi chúng con đang sống trong cuộc đời tạm này. Và chúng con cũng nhớ đến em của mình để cầu thay, để nhắc nhở, để Chúa thương xót, kéo họ trở về nhà của Ngài và thờ phượng Ngài. Buổi sáng nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho Thánh thân yêu của chúng con, gia đình Vườn Nho. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Ngài có vun trồng, Ngài có chăm sóc, Ngài có cắt tỉa, Ngài có giữ gìn. Chúa ơi, để Hội Thánh mỗi ngày bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để lòng chúng con được gắn kết với nhau, được tươi mới luôn. Amen. Con cảm ơn Chúa vì Ngài có đưa những gia đình mới đến trong Hội Thánh, Chúa ơi, để được yêu thương, để được chăm sóc. Và chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tự tin khi chúng con đưa những người mới đến vào Hội Thánh, vì Hội Thánh yêu thương, và Hội Thánh quan tâm, và Hội Thánh có những cái lời nói ân cần, chăm sóc, đem lại sự ấm áp, đem lại sự gắn kết. Chủ nhật tuần rồi, cô Kelly có đến nhóm và cô nói cảm nhận được sự đón tiếp ấm áp của Hội Thánh, vì vậy đem đến sự tươi mới trong sự thờ phượng Chúa của cô ngày hôm đó. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa cứ tiếp tục nhân cái phẩm chất của Hội Thánh lên trong từng người một, Chúa ơi, để mỗi một chúng con góp cái sức nhỏ bé của mình để xây dựng công việc nhà Chúa. Nếu chúng con không đi ra được thì chúng con xây dựng công việc Chúa ở bên trong nhà của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài cũng thúc giục kêu gọi mỗi chúng con là những người nói về Chúa Giêsu cho những người khác. Chúng con được tin Chúa, chúng con được ngày hôm nay là bởi vì có người đã nói về Chúa cho chúng con. Vì vậy chúng con cũng có trách nhiệm để nói về Chúa cho những người xung quanh mình nữa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban sức mới cho Hội Thánh Chúa mỗi ngày, cất hết những cái sự bất an, những sự lo lắng ra khỏi Hội Thánh Chúa. Nếu gia đình nào còn chưa thật sự kết nối với Chúa, xin Chúa kéo lại. Chúa ơi, xin Chúa cho từng người trong Hội Thánh Chúa biết yêu mến lời của Chúa. Chúa ơi, giống như mục sư Trần Mạnh Hùng giảng, người chăn bầy là người dẫn chiên đến mé nước bình tịnh, đồng cỏ xanh tươi, nhưng mà chính cái con chiên đó phải ăn, phải uống. Xin Chúa cho chiên của Ngài có sức sống, có cái nhu cầu ăn và nhu cầu uống. Amen. Đọc lời của Chúa, ham thích kết nối vào phòng cầu nguyện để được lớn lên mỗi ngày. Chúa ơi, nếu chúng con không sống gần với nhau trong bầy của Chúa, nếu chúng con không kết nối với Ngài thì dễ dàng chúng con sẽ kết nối với những điều ở ngoài kia, gần ở thế gian, và ma quỷ nó dễ dàng đưa vào cạm bẫy. Chúa ơi, xin Chúa thương xót để chúng
dân sự Chúa, chính mình con ý thức được rằng phải có lời của Chúa, vì lời của Chúa là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng con. Lời của Chúa là linh lương, là lương thực cho linh hồn của chúng con. Chúng con không thể nói rằng chúng con khỏe, chúng con mạnh khi chúng con không có ăn lời của Chúa. Chúng con không thể nói là chúng con có những mối quan hệ tốt lành với anh em chúng con nếu chúng con không có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện để Chúa nâng đỡ từng gia đình một trong Hội Thánh Vườn Nho. Chúa kêu gọi anh em chúng con kết nối với Hội Thánh ngày Chủ Nhật không chưa đủ, nhưng mà phải kết nối với nhau trong sự thông công hàng ngày, trong những tin nhắn và đặc biệt là trong phòng học Kinh Thánh. Chúa ơi, chúng con được khích lệ khi thấy gia đình mới của Mai Trâm ở trong phòng cầu nguyện, ở trong phòng học Kinh Thánh, có mặt trong buổi nhóm. Xin Chúa cứ giữ cái lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa trong gia đình này, để Chúa ơi, càng theo Chúa thì sức lực càng lần thêm, càng theo Chúa thì Mai Trâm hiểu về tình yêu của Chúa, hiểu về sự quan phòng chăm sóc của Chúa, để Hội Thánh mỗi ngày có nhiều gia đình mới như gia đình Mai Trâm bước vào Hội Thánh. Con cảm ơn Chúa cũng được khích lệ khi thấy thầy Tịnh và cô Hòa mỗi ngày vào phòng cầu nguyện. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Và Chủ Nhật này chúng con có lễ báp têm, rất là vui mừng khi thấy Mai Trâm, Ethan và cô Hòa, Chúa ơi, ý thức được cuộc đời của mình sống cho Chúa, đồng chết với Chúa và sống cho Ngài trong những ngày sắp tới này. Con cũng nhớ đến cô Thủy, Chúa ơi, chúng con không có kết nối được với cô Thúy, bởi vì ngoài việc đi làm ra thì cô còn phải đi làm giấy tờ của cái hội để trở thành những người định cư có đầy đủ giấy tờ. Con cầu nguyện là những ngày sắp tới này, khi mà có giấy tờ rồi thì cổ đi làm hãng thì có thời gian đi thờ phụ Chúa. Con cũng nhớ đến gia đình anh Tịnh và chị Hồng. Chúa ơi, anh Tịnh thì cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho công việc làm rồi, đã đi làm rồi. Amen. Nhưng mà chúng con cũng e ngại về vấn đề cả hai vợ chồng sẽ không còn đi nhóm thường xuyên được nữa, bởi vì công việc làm ảnh hưởng. Con chỉ biết giao phó anh chị em chúng con trong tay của Chúa. Ngài nhắc nhở, Ngài khuyến khích, Chúa ơi, để Chúa luôn luôn được tôn cao trong gia đình của anh chị, và Chúa luôn luôn được ưu tiên trong cuộc đời này. Không phải công việc làm, không phải vì mưu sinh, Chúa ơi. Và xin Chúa cho chúng con sống biết ơn Chúa, những gì chúng con được như ngày hôm nay là bởi ơn của Chúa. Amen. Vì vậy, đừng để cho chúng con quên ơn của Chúa, mà chúng con nắm bắt lấy những cái gì tạm bợ trong cuộc đời này, và chúng con quên rằng Chúa là đấng chăm sóc, Chúa là đấng bảo vệ chúng con, và Chúa là đấng chết thay cho chúng con. Chúa ơi, trong tuần lễ thương khó này, xin cho chúng con suy nghĩ lại, xin cho chúng con sống chậm lại, nghĩ đến những gì Chúa làm cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa làm cho mỗi lòng ông bà anh em chúng con được tươi mới luôn mỗi ngày. Amen. Mến Chúa, yêu mến lời của Chúa, yêu mến Hội Thánh Chúa, yêu thương nhau, để người ta nhìn thấy chúng con thật sự là môn đồ của Chúa, không phải chỉ gắn cái mác bề ngoài, nhưng mà thật sự chúng con có Chúa bên trong, để chúng con có cái tấm lòng, ánh mắt của Chúa khi nhìn thấy những người ở ngoài kia họ còn đang, Chúa ơi, mãi mê trên cuộc đời này mà quên đi đấng tạo hóa của mình. Chúng con kêu gọi mỗi một lòng ông bà anh chị em chúng con trong Hội Thánh Chúa để được gắn kết lớn lên, Chúa ơi. Và con cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh trong tuần lễ này có sự kết nối với Hội Thánh Phục Hưng để đi ra ngoài ngoài trời để sinh hoạt và được nghe lời Chúa qua mục sư Trần Mạnh Hùng. Cảm ơn Chúa đưa mục sư đến Arizona được bình an, xin Chúa bổ sức mới lại trong những ngày ở Arizona, những chương trình gì thì Chúa cũng ban sức mới cho ông, ban sức khỏe cho ông và sức dầu mới trên mỗi bài giảng. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa giữ gìn con cái Chúa, thời tiết và những cái sinh hoạt ngoài trời của ngày Chủ Nhật này được mọi sự bình an. Và chúng con cầu nguyện cho chương trình đặc biệt của Hội Thánh Chúa. Chúng con sẽ đi sinh hoạt ngoài trời của Hội Thánh Vườn Nho.
Con cầu nguyện để Chúa ban ơn dẫn đường mọi cái chuyện lái xe, sức khỏe chúng con được Chúa quan phòng, để chúng con có buổi thông công với nhau, gặp gỡ nhau, được hưởng cái không khí thiên nhiên mà Chúa tạo dựng nên. Và chúng con biết ơn Chúa nhiều hơn nữa mỗi bước đường chúng con theo Chúa, sống nhờ cậy Chúa, sống dựa vào Chúa nhiều hơn nữa. Amen. Con cảm ơn Chúa. Và bài học buổi tối hôm qua, Chúa cho chúng con biết rằng mỗi một người chúng con, Chúa ban cho một cái thẩm quyền để cầu nguyện đánh đuổi hết những bệnh tật, có thẩm quyền để cầu nguyện kêu cầu danh Chúa và đuổi hết những cái linh của sự cám dỗ, ma quỷ, Satan đời này, Chúa ơi, để chúng con đứng trên sự đắc thắng của Chúa, chúng con không yếu đuối, không mệt mỏi, không ngã dài, nhưng mà chúng con có sự đắc thắng của Chúa và thẩm quyền Chúa ban chúng con. Chúa nói chúng con rằng Chúa đã cho chúng con cái quyền để giày đạp rắn và bọ cạp cùng mọi quyền của kẻ dữ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen. Xin cho chúng con biết được cái vị trí của chúng con, cái thẩm quyền của chúng con có trong tay, để chúng con sống không có sợ hãi, sống một cách mạnh mẽ mỗi ngày. Những cái còn lấn cấn, những cái còn buồn, những cái còn vướng mắc trong cuộc đời này, xin Chúa cho chúng con mạnh mẽ vượt qua. Amen. Chúa luôn đi với chúng con, Chúa luôn ở cùng và giúp đỡ chúng con, Chúa luôn ở gần những người kêu cầu Chúa. Và Chúa nói rằng ai tìm cầu Chúa chắc sẽ gặp được, nếu người đó tìm kiếm Ngài hết lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin nhìn thấy tấm lòng của anh chị em chúng con sáng nay trong phòng cầu nguyện này, xin cho chúng con gặp gỡ được Chúa trong mỗi lần chúng con kêu cầu Chúa, trong những lúc chúng con suy gẫm, trong những lúc chúng con thờ phượng Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Con nghe được Mai Trâm nói rằng từ lúc tin Chúa thì Mai Trâm mới có thể hát được. Rất là lâu rồi người chị em chúng con không thể nào mở miệng lên hát được, bởi vì những sự tổn thương, những sự cay đắng, những sự nặng nề ở trong lòng mình. Nhưng mà ngày hôm nay, bởi vì tình yêu của Chúa, sự đắc thắng, sự giải phóng của Chúa, sự chữa lành của Chúa trên đời sống của em, cho nên em có thể đàn và có thể hát được. Mời ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Phải Chúa ơi, với một đời sống cơ đốc nhân cũng kinh nghiệm được điều này, vì cái mục đích mà Ngài tạo nên chúng con là để chúng con thờ phượng Chúa, để chúng con ngợi khen Chúa. Vì vậy xin cho chúng con biết mở miệng ra để ngợi khen Chúa, vì Chúa dùng bài hát để giải cứu chúng con. Trong Thi Thiên có nói điều này. Amen. Và một lần nữa chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa khắp nơi trong vùng Arizona trong tuần lễ này. Chúa ơi, xin Chúa cho Hội Thánh có những cái chương trình nào, những cái tiết mục nào đều cậy ơn Chúa để bước đi, để tổ chức, để Chúa Thánh Linh được tôn trọng ở trong cái nơi thờ phượng Chúa, và cho chị em chúng con kinh nghiệm được sự sống lại của Chúa. Chúa ơi, cho Hội Thánh khắp nơi trong vùng, chúng con không phải thờ phượng Chúa theo hình thức, chúng con không phải thờ phượng Chúa lấy lễ, không phải đi giữ lễ, Chúa ơi. Phải, Chúa. Nhưng mà cho Hội Thánh của Chúa kinh nghiệm được Chúa sống trong mỗi cuộc đời của mình. Amen. Để mình sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa, và đem nhiều người trở về nhà của Chúa nhiều hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa ơi, dâng dâng mọi sự lên trong bàn tay yêu thương của Cha và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của cô Diễm sáng hôm nay. Và chúng ta tiếp tục bước sang phần cầu nguyện cho nước Mỹ. Ở trong năm nay có cái kỳ bầu cử vào tháng 11 năm nay rất là quan trọng. Cho nên xin chúng ta hãy nhớ tới nước Mỹ và cầu nguyện cho nước Mỹ. Cầu nguyện cho Hội Thánh rồi, cầu nguyện cho gia đình rồi, thì bây giờ chúng ta cầu nguyện cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là nơi cư mang chúng ta, nơi chúng ta đang sinh sống và định cư. Xin Đức Chúa Trời thương và thăm viếng đất nước Hoa Kỳ này. Chúng ta cầu nguyện cho cựu Tổng thống Donald Trump. Những ngày qua chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nghe cái tin tức mà ông được Đức Chúa Trời đưa lên. Tôi cảm giác như cái câu chuyện của ông Donald Trump cũng giống như cái câu chuyện ở trong Thánh Kinh nói về Isaac, nói về Joseph. Chúng ta suy gẫm, tôi rất là thích những cái câu chuyện tích kinh thánh mà có thật, như vậy đó, rất là chân thật.
và phản ánh lại được cái đời sống nào mà chúng ta đi ở trong cái sự dạy dỗ của Chúa theo như Kinh Thánh dạy, thì ông càng bị bắt bớ, ông càng bị đánh tư sản cỡ nào, thì cái tài sản ròng của ông bây giờ lên sắp sửa gần ngất ngưỡng rồi quý vị. Trong 500 người giàu nhất hành tinh, tỷ phú, thì ông thứ 300 mấy đó, đưa vào trong cái danh sách 500 người giàu nhất hành tinh, ông là ông lọt vào trong cái danh sách đó trong một tuần qua. Mà không chỉ vậy, thì ông lại mỗi ngày cái cổ phiếu của cái Truth Social của ông á lại được tăng giá lên. Tôi cho quý vị biết cái thông tin này để quý vị thấy được rằng đời sống mà có Chúa, đời sống mà được nhiều nhiều người cầu nguyện là đời sống được hanh thông. Cho nên cái sự cầu nguyện rất quan trọng. Không phải chúng ta rảnh chúng ta vô chúng ta cầu nguyện đâu, nhưng mà chúng ta tranh thủ chúng ta vô khi chúng ta có thể được. Chứ không phải tôi có thời gian rảnh tôi mới cầu nguyện, tôi sắp xếp được tôi mới cầu nguyện. Không, có những người đang lái xe như tôi lái xe đi đưa con đi học, tôi vẫn thấy nhu cầu cầu nguyện là điều quan trọng. Tại sao? Bởi vì tôi thấy rằng 100%, không phải 99%, 100% những người được cầu thai là những người thành công. Những người được cầu thai và những người cầu thai là những người thành công. Ông Donald Trump được rất nhiều người cầu nguyện, bị 90 mấy cái tố tụng cái tội danh, mà bây giờ thì ông lại tưởng như là bị mất hết gia sản, và bây giờ ông lại trở thành người giàu mà sắp sửa qua mặt George Soros luôn rồi. Tôi nghe cái câu chuyện này tôi rất là ngạc nhiên quý vị. Và bây giờ thì điều gì khích lệ chúng ta nữa? Ông mới vừa trở thành người bán sách. Sách gì quý vị biết không? Quyển Kinh Thánh King James. Ông nói rằng nước Mỹ phải cầu nguyện. Quý vị, chúng ta có ngạc nhiên về điều đó không? Một vị tổng thống mà hành động giống như một vị mục sư vậy đó. Ông nói là hơn bao giờ hết nước Mỹ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và ông ta bắt đầu mình bỏ qua cái yếu tố kinh doanh buôn bán gì đây đi, nhưng mà ông lại tại sao không bán sách nói về ông, không bán sách về cái bí quyết, cái bestseller của ông viết cái quyển sách mà về kinh doanh đó, ông viết rất là thành công, mà bestseller của những cái quyển sách New York Times được bình chọn là New York Times bình chọn là quyển sách bán chạy nhất á. Tại sao không bán sách của ông, nhưng mà ông bán cái quyển có tên là King James Bible đặc biệt như vậy đó. Và người ta mua rất nhiều, mua trái hàng luôn. Ông khơi lại trong người dân Mỹ cái tinh thần cầu nguyện. Và sáng hôm nay chúng ta đang ở trong cái phòng cầu nguyện này, và tôi cảm biết được rằng sự cầu nguyện rất là quan trọng, chúng ta không thể bỏ qua được. Cho dù chúng ta có như thế nào, chúng ta có ở đâu, hoàn cảnh ra sao, thì hãy nhớ rằng Arizona có một cái vòng canh cầu nguyện vào lúc 6:15. Là cái câu khẩu hiệu của cái vọng canh cầu nguyện là cầu nguyện cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Có nhiều người bị giỏi cái câu khẩu hiệu đó, ngại, nhưng mà cái đó là cái thái độ của mỗi người thôi. Nhưng mà chúng ta cho dù như thế nào thì hãy cầu nguyện cho đến khi Chúa trở lại là như vậy. Bởi vì chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta cũng thở, chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng sinh hoạt bình thường chỉ bằng bây giờ phải cầu nguyện. Và cầu nguyện thì lúc nào cũng có lợi đôi điều hết. Mà trở lại với câu chuyện của nước Mỹ thì chúng ta thấy các dự đoán cho biết rằng ông Donald Trump sẽ trở lại cầm quyền, trở vào Nhà Trắng, Tòa Bạch Ốc. Do vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho việc này, bởi vì có nhiều cái mưu lược, cái sách lược mà của những cái người theo cực tả, và cái biện pháp dơ bẩn nhất cuối cùng của họ là ám sát. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa để cái điều này không xảy ra. Chúng ta cầu nguyện Chúa để những kẻ ác không thành được cái nhu cầu, cái mục đích của họ. Hãy cầu nguyện cho nước Mỹ. Theo chư tinh thần của Timôthê thứ nhất đoạn 2, tôi đọc cho quý vị để quý vị thấy rằng vì sao chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ, cầu nguyện cho chánh quyền. Có nhiều người nói chánh quyền có liên quan gì tới Chúa. Nói như vậy thì không đúng Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh dạy chúng ta trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 1 tới câu 3. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, mấy ông tổng thống, mấy ông thủ tướng, quốc hội, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Đó, bây giờ nói đến quốc hội nè, nói đến tòa án nè, tới cả pháp viện nè, là ở bên Mỹ đó nha.
ở Việt Nam thì nó có các cấp như thế nào, chúng ta vẫn cầu nguyện trên tinh thần đó để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Quý vị có thấy bữa giờ nước Mỹ yên ổn không? Không có, hoàn toàn không yên ổn tí nào hết. Cho nên lý do cầu nguyện là như vậy đó. Một người sao cầu nguyện được? Tất cả chúng ta cùng hiệp lại cầu nguyện. Với cái câu kinh thánh này là gì? Câu kinh thánh này là cho một nhóm người, chứ không phải cho một bạn, cho một con người đâu. Cho một nhóm người để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Đó quý vị. Cho nên ai nói là tôi ở một mình tôi cầu nguyện với Chúa thì đúng rồi, đời sống ở một mình, nhưng mà thiếu cái phần là phải hiệp lại với nhau để cầu nguyện. Nên chúng ta khuyên nhau cùng hiệp lại cầu nguyện là như vậy đó. Kinh Thánh có vô số lần dạy chúng ta phải hiệp lại cầu nguyện đó. Vì cái tinh thần cầu nguyện buổi sáng của chúng ta cho nước Mỹ là như vậy. Chúng ta chưa được yên ổn, cho nên hãy cầu nguyện để lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Trên tinh thần đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Mỹ, cho chính phủ, cho quốc hội, cho quân đội, cảnh sát, tòa án, tối cao pháp viện. Cầu nguyện cho các thị trưởng thành phố, thống đốc. Cầu nguyện cho người dân có được đời sống yên ổn. Cầu nguyện cho vấn đề chính trị và nhất là cuộc bầu cử tổng thống 2024 diễn ra công bằng, không gian lận, không bị đánh cắp. Tôi là tóm lại trong mấy điều này thôi là cầu nguyện cho nước Mỹ là như vậy. Chúng ta cầu nguyện cho các chánh trị gia, cầu nguyện cho ngay cả những người dân chủ, những người cực tả cũng có những người rất là tốt, những người mà họ giữ luật pháp của Chúa và họ thấy những điều mà tố tụng những ngày qua là chật lứt, là sai chật. Có bao giờ mà cái tiền phạt mà lên tới gọi là 460 triệu đô la, mà gần nửa tỷ đồng quý vị. Nửa tỷ đô la phạt cho một người. Bà Ginsburg tức là cố tối cao pháp viện, tức là một thẩm phán của tối cao pháp viện, bà qua đời rồi thì bà cũng có viết cái dự luật, mà bà viết một cái lời mà bà, cái tinh thần của bà đó là không có được phạt người ta quá cái số tiền mà người ta không thể trả được đó. Quý vị thấy không, ngay cả những người dân chủ mà họ vẫn có những người kính sợ Chúa mà họ vẫn làm theo lời Chúa, cái đảng phái không quan trọng, nhưng mà tại vì họ không làm theo lời của Chúa thôi. Người nào làm theo lời Chúa thì chúng ta ủng hộ, cho dù người đó ở đảng phái nào. Cảm ơn Chúa, rất may mắn là đa số những người Cộng Hòa là những người mà rất bảo thủ và họ giữ được cái truyền thống trong sự kính sợ Chúa, và trong đó có ông Donald Trump hiện nay. Cho nên chúng ta cầu nguyện nhiều cho ông. Chúng ta bày tỏ quan điểm của mình ở đây bởi vì chúng ta thấy những gì ông làm nó đúng với lời của Chúa. Bỏ qua những cái lỗi lầm, những cái gì đó của quá khứ, chưa chắc chúng ta tốt hơn ông Donald Trump. Có nhiều người nói ổng thế này thế kia, nhưng mà chúng ta nhìn lại chính đời sống mình đi, mình có tốt hơn người ta không? Đúng không ạ? Cho nên thưa Hội Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Mỹ, bỏ qua hết tất cả những cái thành kiến gì về con người nào, nhưng hãy cầu nguyện để cho nước Mỹ trở lại trong sự tỉnh thức, kính sợ Đức Chúa Trời. Và đó là phần cầu nguyện cuối giờ của chúng ta trước khi chúng ta đóng phòng cầu nguyện sáng hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ. Vâng, mọi người chúng ta cùng cầu nguyện. Có ai có nhu cầu gì, có ý kiến gì, có gì bổ sung thì quý vị có thể đưa vào trong cái phần chat, đưa tay lên để chúng ta cùng tham vấn, tham khảo với nhau và chúng ta cùng cầu nguyện. Vâng, chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho nước Mỹ trước khi chúng con dừng cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Đây là phần quan trọng. Con cảm ơn Chúa vì Chúa có binh vực người công bình. Con cảm ơn Chúa vì câu chuyện của Isaac và Joseph đã được sống động ở trong những ngày qua. Và qua những nhân vật mà chúng con thấy, những người đi đúng với Kinh Thánh là những người giống như những vật của Kinh Thánh, nhân vật ở trong Kinh Thánh. Và chúng con thấy Đức Chúa Trời có ban phước cho một người trong những ngày qua, đó là ông Donald Trump. Và ông đã vượt qua các đối thủ, vượt qua những kẻ thù của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài có chiếu sáng Ngài, mặt Ngài, và cho chúng con có những tia hy vọng. Người công bình vẫn, Đức Chúa Trời vẫn binh vực và bảo vệ một cái điều ngoạn mục đang xảy ra trên nước Mỹ này. Một người mang nhiều tội nhất, một người bị kiện cáo nhiều nhất, cũng đã trở thành người giàu nhất, cũng đã trở thành người thành công nhất, bởi vì người này có Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài vì ông không bán những cái sách làm giàu, không cách sách những cái sách về chính mình, nhưng ông đã giới thiệu Kinh Thánh cho nước Mỹ và kêu gọi nước Mỹ cầu nguyện. Và cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông không đưa Kinh Phật, hoặc ông không đưa Kinh Koran để khuyến khích người dân đọc, nhưng ông đưa Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, truyền thống
đã có gần 300 năm. Ở nước Mỹ, 247 năm từ lúc có hiến pháp Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã được khám phá cho đến ngày hôm nay gần hơn 300 năm trước. Chúa ơi, họ đem Kinh Thánh vào nước Mỹ là quyển đầu tiên mà được xuất bản đem vào nước Mỹ này. Và bây giờ đã nước Mỹ trở lại với Kinh Thánh qua một con người. Cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện cho ông ở trong những ngày tới đây. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài binh vực người kính sợ Đức Chúa Trời, để trong đất khô khan này chúng con vẫn thấy sự sống và sự sáng của Ngài. Ngài binh vực những người kính sợ Chúa. Còn nhân danh Chúa Giêsu mà quỷ phá và làm bại mưu tất cả những kẻ ác, những kẻ chống lại với sự công chánh. Vâng Chúa ơi, chúng con là con cái của Ngài, chúng con không thuộc về đảng phái nào, chúng con thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con sẽ ủng hộ những ai yêu mến Đức Chúa Trời, chúng con ủng hộ những ai làm sự công bình, sự công chánh, những ai yêu mến Chúa, những ai làm theo lời của Chúa. Chúa ơi, trong đó có vị ứng cử tổng thống Donald Trump. Chúng con cầu nguyện cho ông, xin Chúa bảo vệ và phù hộ đường đi, đường lối của ông. Và con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ ông, xin huyết của Ngài bao phủ và gìn giữ người này cho đến ngày bầu cử. Con cầu nguyện cho cuộc bầu cử không bị đánh cắp. Con cầu nguyện cho cuộc bầu cử không bị gian lận. Con cầu nguyện cho những người ở trong sự kiện 6 tây tháng 1 còn bị giam giữ hơn cả trăm người và cả ngàn người bị truy tố. Con xin Chúa gìn giữ họ, xin Chúa sớm đưa họ ra khỏi tù. Và con mong thấy cái ngày mà họ được vinh dự bước ra khỏi tù với sự hân hoan, với vẻ mặt vui mừng bình an. Chúng con cầu nguyện Chúa để những người này được đền bù xứng đáng về những năm họ ở trong trại tù bị bức hại bởi những người vô thần, bởi những người tưởng mình có Đức Chúa Trời nhưng họ đã từ chối Đức Chúa Trời, họ đã từ chối sự công chánh. Ngay cả thẩm phán, ngay cả những người luật gia, những luật gia họ cũng nói dối, họ cũng ngụy tạo những bằng chứng kinh khủng. Chúa ơi, con cầu nguyện cho đất nước Mỹ này ăn năn và ăn năn từ cái thế hệ tham lam, cái thế hệ tham tiền. Con cầu nguyện cho cái những cái thế lực tối tăm, những cái chánh phủ ngầm đứng đằng sau và giật dây nước Mỹ trong nhiều năm qua. Chúa thương nước Mỹ cho nên Ngài đã đưa đến những con người kính sợ Chúa, và trong hàng ngũ đó là những người từ hội thánh của Ngài. Ngài không đưa những người công chánh từ những cái tôn giáo khác, nhưng Ngài đưa những người công chánh từ trong nhà của Chúa, những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và nước Mỹ này cần những con người này. Chúng con cầu nguyện Chúa để chúng con sẽ tiếp tục cung cấp cho xã hội này những người kính sợ Chúa giống như vậy. Con cảm ơn Ngài, trong đó có con cháu chúng con, nó được nuôi dưỡng, được lớn lên trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng mọi sự trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình kết thúc một cách đột ngột như vậy là thấy bà nội đã ở trong cái vị trí sẵn sàng chiến đấu rồi. Kính chào bà nội yêu thương. Mời bà nội cầu nguyện cho Do Thái. Mặc dù bà nội đang thiếu cái tài liệu trên tay, nhưng mà bà nội sẽ cầu nguyện theo trí nhớ của bà nội nha. Bà nội cầu nguyện cho hơn 100 người con tin bị Hamas bắt giữ sớm được giải cứu. Rồi chiến tranh Hamas với Do Thái kết thúc nhớ sớm, để cho Israel được bình yên, để cho Arizona có những con cái của Chúa mới được đi sang xứ thánh, chứ bữa giờ chiến tranh cho nên là cái chuyến đi qua Do Thái bị đình trệ quá uổng luôn. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Israel được hòa bình trở lại, để mà chúng ta được nhờ ít ra là cũng có hội thánh vườn nho được đi sang Jerusalem để được tham quan xứ thánh chứ quý vị. Bởi vì cái chiến tranh đó mà chúng tôi bị đình trệ, không có đi được. Cho nên cầu nguyện Chúa hơn hết là đem sự Chúa đem sự hòa bình đến cho Jerusalem. Cầu nguyện cho Netanyahu, cầu nguyện cho 17 triệu người Do Thái trên toàn thế giới và 8,6 triệu người Do Thái ở tại Israel, ở tại Jerusalem tiếp nhận đấng Messiah làm cứu Chúa của mình. Vâng, kính chào bà nội và mời bà nội cầu nguyện cho Israel giờ này. Chúng ta ý với bà nội trước khi chúng ta tạm dừng buổi cầu nguyện sáng hôm nay ở đây. Kính mời bà nội. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời.
là Cha chí thánh của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, chúng con đến với Chúa, đến với nhau trong sự hiệp nguyện mỗi buổi sáng này. Chúng con đồng lòng với nhau để cầu nguyện cho Israel, Amen. Là dân tuyển của Chúa. Chúa ơi, chúng con luôn luôn nhớ tới Israel là một đất nước mà chúng con đã có đi tới. Rất là nhiều cái kẻ thù của Israel, tức là Hamas. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót Israel, tuyển dân của Ngài. Họ ở khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ họ cũng có họ, nhưng mà ở rải rác khắp nơi trên quả địa cầu này. Xin Chúa chúc phước cho Israel để họ vẫn giữ điều răn luật pháp của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho Tổng thống hiện giờ là ông Netanyahu, để ông có sự khôn ngoan, ông có tấm lòng kính sợ Chúa để ông điều hành đất nước Israel. Chúa ơi, giờ Chúa cho sự hòa bình sẽ đến với Jerusalem, Israel. Chúa cho Hamas là cứ mà đánh phá Israel, không có để cho Israel yên tĩnh. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài thương xót. Chúa ơi, Chúa bảo vệ con dân Ngài, và Chúa ở cùng những người đã hầu việc Đức Chúa Trời và nước Israel. Chúng con, Chúa cũng nhắc nhở chúng con là hãy cầu nguyện cho Israel. Làm kẻ nào yêu mến Israel sẽ được thới thành. Phạm kẻ nào yêu mến Israel sẽ được bình an. Đó là lời của Chúa trong Kinh Thánh 112. Cảm ơn Chúa. Chúng con luôn luôn nhớ đến Israel. Chúng con cầu nguyện cho đất nước này được sớm hòa bình, thịnh lợi. Và tất cả chúng con đều có đi đến Do Thái để chúng con thấy cái đất nước Israel. Chúng con thấy dân tộc Israel. Con đã đi được 2 lần tới Do Thái. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vô cùng. Con thấy dân Israel rất là chuẩn mực, tức là cao lớn và hầu đích, đã rất là kính sợ Đức Chúa Trời. Quân lính của họ cũng thấy là rất là tốt. Chúa ơi, Chúa thương xót đến dân tuyển của Ngài là Israel. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện, Chúa chúc phước cho Tổng thống Netanyahu hiện giờ. Ông được có sức mới của Chúa, ông có sức khôn ngoan để điều hành đất nước Israel. Chúa ban phước, ông phước Chúa ơi, theo lời cầu nguyện của chúng con, và Chúa cho Israel sẽ sớm được hòa bình, thịnh vượng trở lại. Ôi Chúa ơi, Chúa thương xót chúng con. Chúa lắng nghe những lời hiệp ý cầu nguyện chúng con buổi sáng, chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa đã cho chúng con có một cái Zoom cầu nguyện, nơi một sự đông đã dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cầu nguyện là hơi thở của cơ đốc nhân. Chúng con cần cầu nguyện, cần thưa chuyện với đấng toàn năng của chúng con. Tai Ngài lắng nghe, và Ngài sẽ ban phước giải cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Vậy cũng cầu nguyện cho từng gia đình nhỏ chúng con một ngày mới. Xin Chúa ở cùng tất cả các anh chị em con trong công việc làm hằng ngày, được thịnh lợi, bình an Chúa cho. Và các đứa trẻ chúng con cũng đó vẫn đến tới trường và đi học. Xin Chúa giữ gìn chúng nó được bình an ở trong Chúa, và chúng nó có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho gia đình mẫu chúng con, hậu tự chúng con đều thuộc về Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con giữ sự trung tín, tìm kiếm Chúa mỗi buổi sáng như hiện giờ, và chúng con sẽ cầu nguyện cho đến ngày Chúa đến. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa. Chúa thêm sức cho mỗi gia đình chúng con, Chúa thêm sức cho một sư đông đã hướng dẫn chúng con trong buổi cầu nguyện. Thật là phước hạnh Chúa ơi, một ngày mới chúng con tìm kiếm Chúa. Trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng con thêm mọi điều khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Chúng con tin Ngài Chúa ơi, Đức Chúa Trời chúng con là đấng toàn năng. Ngài luôn luôn nhìn thấy mọi gia đình chúng con, Ngài luôn luôn quan tâm tới chúng con. Chúa nói là hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và việc khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Amen. Xin Chúa cho anh chị em chúng con có tấm lòng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, để được phước, được ơn của Chúa, được hiểu về nước trời mà tin nhận Chúa, hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài.
Amen. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa một ngày mới. Xin Chúa ở cùng chúng con, ban sự tốt lành nhất cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con thành tâm hiệp ý ngợi khen Chúa và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn bà nội Hallelujah. Cảm ơn Vọng Canh đã theo dõi trong sự cầu nguyện sáng giờ. Xin Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta bắt đầu ngày mới trong sự ban phước của Ngài. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin bye bye mọi người. Chào.